Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Năm 2021, Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động đổi mới công tác, nắm phân tích, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề mới phức tạp, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc từ khi mới phát sinh. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ gắn với triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng công an tỉnh, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ. Phát biểu với hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo toàn lực lượng đạt được trong năm 2021. Nổi bật, Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, nông thôn, tôn giáo, bảo vệ chính trị nội bộ, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc và đi qua địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được củng cố và tăng cường, tham gia tích cực và có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Thưa các đồng chí, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng cho thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược 10 năm 2021-2030. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tế ở địa phương, tôi đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Công an tỉnh đề ra trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những công tác trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an nhiệm kỳ 2020-2025. Các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần phải cụ thể hóa vào các công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh trong sinh hoạt chính trị toàn lực lượng. Mỗi chiến sĩ phải thấm nhuần tư tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thứ hai, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy Công an tỉnh phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đảm bảo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 với từng thời điểm để phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy tốt vai trò của mọi lực lượng, chú trọng xây dựng lực lượng công an xã, đẩy mạnh các phong trào đấu tranh trấn áp các loại tội phạm để bảo vệ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2022. Thứ ba là chủ động tăng cường phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là công tác vận động quần chúng, tuyên truyền nhân dân, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên nắm chắc mọi tình hình để tham mưu đề xuất với chính quyền, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn, cương quyết ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch có liên quan để đe dọa đến an ninh quốc gia và chia rẽ nội bộ. Thứ tư là tiếp tục củng cố công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,
tự phê bình và phê bình, chú trọng công tác tư tưởng của Đảng, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, lực lượng công an toàn tỉnh phải đi đầu và gương mẫu trong thực hiện tình hình thực hiện nghị quyết. Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy, mỗi cán bộ chiến sĩ công an, nhất là đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị phải thật sự gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, quy tụ sức mạnh của tập thể chi bộ, đảng bộ, đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đảm bảo công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật để phục vụ công tác và chiến đấu. Xin trân trọng cảm ơn. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 21 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.